ngược dạ dày thực quản là tình trạng dịch dạ dày trào ngược lên thực quản. Trong điều kiện sinh lý bình thường, khi mỗi chúng ta ăn uống, thức ăn đưa từ miệng xuống thực quản, cơ vòng thực quản dưới mở ra cho phép thức ăn xuống dưới dạ dày, sau đó tự động đóng kín lại để ngăn không cho thức ăn và dịch vị trào ngược trở lại. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản xảy ra khi dịch dạ dày trào ngược lên gây tổn thương các cơ quan thực quản, thanh quản, miệng. Nguyên nhân gây ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản không nằm ngoài hai cơ chế: suy yếu của cơ thắt thực quản dưới và sự dư thừa axit hay sự quá tải bên trong dạ dày. Hiểu một cách đơn giản, ta ví dạ dày như cái thùng, cơ thắt thực quản đóng vai trò như nắp thùng. Trào ngược dạ dày xảy ra khi có hiện tượng thùng đầy nắp yếu. Bệnh trào ngược dạ dày thì cũng là một cái bệnh phổ biến hiện nay. Chủ yếu dấu số hiệu thì chủ yếu là bệnh nhân có thể nóng rát vùng thượng vị, đau tức ngực, khó cảm giác nhiều khi khó thở. Khi mà bị như thế thì thứ nhất là bệnh nhân rất khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Ví dụ như là trong khi mà mình đêm ngủ sáng dậy là bệnh nhân cảm thấy rất khó chịu, trào lên khi nào cũng lên miệng, có thể trào ngược ngoài dạ dày thực quản thì trào ngược thanh quản, ví dụ gây đắng miệng, gây khó chịu, và khi như thế thì cũng có thể gây đến mất ngủ. Cũng như là về lâu về dài, khi mà trào ngược nhiều như thế thì có thể sẽ gây các cái triệu chứng khác, ví dụ như là đau nóng rát nhiều hơn. Điều trị thì thứ nhất là mình cần phải để được thăm khám, cái thứ hai là phải có chỉ định nội soi. Thì nội soi là để mình xác định xem là thực sự là có phải trào ngược hay không và mức độ của nó như thế nào, thì sau đấy mình sẽ điều trị kết hợp với chế độ ăn uống, kết hợp với thuốc, mình sẽ điều trị nó hiệu quả. Các cái thực phẩm thì mình cũng nên kiêng, thứ nhất là các cái chất kích thích, ví dụ như là rượu, bia, thuốc lá, cà phê, nước trà, và những cái thực phẩm mà nó độ axit như em nói quá nhiều thì mình cũng có thể là mình kiêng cam chanh chua quá, hay là những cái thực phẩm đặc biệt bây giờ là thức ăn nhanh, rồi những đồ uống có ga đấy, thì mình nên hạn chế, bởi vì khi mà ăn những thực phẩm đấy hay là uống những cái đồ uống đấy nó sẽ gây khó tiêu. Điều trị trào ngược dạ dày thực quản bao gồm các phương pháp thay đổi lối sống, thay đổi chế độ ăn, điều trị nội khoa, điều trị ngoại khoa và các thủ thuật khác. Phương pháp không dùng thuốc luôn được các bác sĩ khuyến khích bệnh nhân của mình. Một chế độ sinh hoạt hợp lý hay một chế độ khoa học làm giảm đáng kể tần suất trào ngược dạ dày thực quản. Ăn thành từng bữa nhỏ, nên ăn thường xuyên hơn là ăn ít bữa lớn đối với người có dấu hiệu trào ngược dạ dày thực quản. Lựa chọn các thực phẩm có tính kiềm, có khả năng trung hòa axit như thực phẩm từ tinh bột, bánh mì, bột yến mạch hay đạm dễ tiêu. Hạn chế thực phẩm kích thích tăng tiết axit hay kích thích cơ thắt dưới thực quản, hoa quả có hàm lượng axit cao như chanh, cam, dứa và ít các sản phẩm từ sữa. Giảm sử dụng các thực phẩm giàu chất béo, thực phẩm chua cay. Không hút thuốc, uống rượu bia, đồ uống có ga, không sử dụng các chất kích thích, giữ cân nặng hợp lý, không nằm hoặc lao động ngay sau khi ăn. Thư giãn giảm stress có thể làm giảm triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản một cách rõ ràng.